cái cửa luôn á. Bay nó đâu được. Rồi quay quay. Lấy cái bao lông ra cường. Bỏ lên bỏ bao lông. Lấy thiết kế lấy bao lông ra. Đâu sớm đi. Rồi, xong rồi chị quay qua là gà, gà nó sớm nó dậy sớm. Rồi. Đứng nó luôn đi con, che nắng luôn. Vô rồi vô. Mẹ nó. Cuộc đời tao chưa bao giờ nhục nhã như ngày hôm nay. Tội nha. Đứng lên đó. Mày đưa tay ra. 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 Ấy da. Dội ra. Lại mày quýt vô. Dội ra. Dội ra. Liền luôn hả? Ấy da. Đây là sao quýt lúc. Đây là sao quýt lúc. Yeah. Em cũng vậy mà. Yeah.
đâu? Mà mày xấu nhất á, mày thấy trên đi ghê quá nè, nó ngỡ là còn gớm dữ nữa nè, quay lại coi đó. Trời ơi, bởi vậy nó cho nó vừa kia ngủ dưỡng là phải rồi. Ở ngoài đời là anh ruột tiểu mã đó, tiểu đường. Quý vị ơi, cái miếng tiểu đường đó là cái miếng của tài xế em đó, tài xế chị Hương nha quý vị, cười nha quý vị. Cười coi, trở đi. Cười coi luôn. Chị đi ra nha.
Bây giờ này nó cứu đó, cứu mày. Bây giờ là cái cường này, cái cường đưa ra là đứng lại nè. Các bạn không cường là bên này là ông nội nè. Nó tha bò sau rồi, rồi cường nhỉ con mắt gì đó, cái chặt của cường nè, tha bò ổn. Đánh đèn đúng không? Đánh đèn đúng rồi, phải là xe được người ta. Rồi bây giờ có đèn, đánh chặt.
ba lô, đùng quăng ba lô, té xong một, té xong hai, ủi, ủi, toại, ẩm, đá, bỏ ông nội xuống thuyền, ủi. Quay lại, ủi, bắn. Một mình xin đi, phải bảo vệ ông nội, chống lại mười mấy thằng hot boy BD. Nhào vô nó quýnh, nó đấm, nó đá, nó đâm. Ba lô. Cái miếng thép lại quên, không dám ăn keo quá lị.